Xin chào anh em. Xiaomi 14, đây là chiếc smartphone đầu tiên và rẻ nhất được trang bị con Snapdragon 8 Gen 3 mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Và nó không chỉ dừng lại ở con chip mà năm nay Xiaomi nó còn đang nâng cấp rất nhiều trên con Xiaomi 14 này và đang biến nó trở thành một chiếc điện thoại có tính cạnh tranh cực lớn trong cái phân khúc cận cao cấp. Và cụ thể nó có những cái điểm nào mà đáng để cân nhắc ấy thì xem hết video sẽ rõ nhé. Và chào mừng anh em đến với Click 3 Channel. Cái điểm đáng chú ý đầu tiên ấy và quan trọng nhất thì chắc chắn nó chính là cái con chip Snapdragon 8 Gen 3 được cho là mạnh nhất thế giới smartphone ở thời điểm hiện tại rồi. Đúng, nói mạnh nhất thì cũng không sai đâu, khi mà trước tiên là nhìn vào cái điểm AnTuTu Benchmark ấy mà mình chấm nhanh trên chiếc Xiaomi 14 này đi. Với con số là lên tới là 1.900.000 điểm thì đây là một con số điên rồ, nó bỏ xa hẳn mấy con chip là Bionic A17 Pro được Apple giới thiệu là mạnh nhất cách đây hơn 2 tháng. Và nếu mà ai đó nói là đây cũng chỉ là con số thì thôi, ok, thì mình cũng đã có thử trải nghiệm luôn cái tựa game diệt phần cứng, đó chính là Genshin Impact. Thì dù là ở mức cái setting đồ họa ở mức cao nhất thì con Xiaomi 14 này nó vẫn có thể chơi cực kỳ ổn định với mức FPS là 59-60. Nhiệt độ máy thì cũng khá tốt khi mà máy nó chỉ ấm lên chứ không bị lên quá cao. Và trải nghiệm này trên con Xiaomi 14 Pro ấy thì nó cũng gần như là tương tự. Nó tốt hơn hẳn so với cái trải nghiệm trên con iPhone 15 Pro Max. Còn so với những mẫu máy Android như là Xiaomi 13 hay là thậm chí là S23 Ultra ấy, thì chắc chắn là con máy này nó đang tốt hơn rất là nhiều. Con chip Snapdragon 8 Gen 2 thực tế thì vẫn đang là quá mạnh và mát mẻ ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà cái việc mà Snapdragon 8 Gen 3 nó có nhiều hơn lõi hiệu năng cao mà vẫn đảm bảo được cái nhiệt độ cũng như là thời lượng pin tốt như thế này ấy, thì đây là cái điểm mà mình thấy là nó đáng nhắc tới nhất trên Xiaomi 14 khi mà so sánh với con Xiaomi 13. Điểm nâng cấp lớn không kém tiếp theo đó chính là về phần màn hình. Ngoài cái việc là độ phân giải cao hơn trên cùng một kích thước là 6.3 inch kéo theo cái mật độ điểm ảnh cao hơn thì tất nhiên là nó sẽ cho một cái khả năng hiển thị gọi là chi tiết tốt hơn cũng như là tránh được cái việc hình ảnh là bị rỗ trong một số trường hợp là zoom ảnh hay là video. Và cái điểm đáng nói, thay vì là cái màn hình AMOLED thông thường ấy thì Xiaomi 14 bây giờ nó còn có cái màn hình là LTPO OLED cho một cái khả năng biến thiên tần số quét giúp tiết kiệm pin hơn rất là nhiều. Đồng thời thì nó vẫn được trang bị đầy đủ các công nghệ màn hình như là mọi chiếc flagship khác trên thị trường. Và thật sự là đáng kể nữa là cái chiếc màn hình này nó còn có độ sáng cao nhất trong giới smartphone là 3000 nits. Nó và chiếc con Xiaomi 14 Pro là hai chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được đạt tới độ sáng lên tới đỉnh là 3000 nits trên màn hình. Tuy nhiên thì để mà nhận biết được cái độ sáng cao này thì không hề dễ bằng mắt thường được. Nó chỉ ở trong một số trường hợp đặc biệt mà thôi. Còn khi mà anh em sử dụng thông thường thì rất khó để mà nhận ra. Nhưng mà không sao, thông số khủng thì lại có lợi thế để mà có cái để khoe trước đã, đúng không? Mà kể về thông số khủng ấy thì cái bộ 3 camera năm nay cũng được Xiaomi nhồi nhét rất là nhiều, khi mà bây giờ cả 3 camera đều có độ phân giải lên tới là 50 megapixel. Không chỉ nâng cấp về cái độ phân giải trên hai camera tele và siêu rộng mà cả camera chính ấy cũng được trang bị rất là đầy đủ, có cả dual pixel PDIF, laser IF và OIS nữa. Và không chỉ là giúp chống rung tốt hơn mà nó còn có khả năng thu chi tiết tốt hơn rất là nhiều khi mà so với con Xiaomi 13 năm ngoái. Những bức ảnh mà mình chụp từ con Xiaomi 14 nó cho ra đối với mình là đủ tốt rồi và đủ tự tin để mang so ra với những ông lớn khác như là iPhone 15 hay là S23. Nó làm rất tốt, làm tròn vai những gì mà Xiaomi đã quảng cáo. Khi mà ảnh cho ra thì đã thu được nhiều sáng, chi tiết tốt, cân bằng trắng ổn định cũng như là trong khi thì cái gam màu sắc của nó rất là đậm chất Leica. Nhưng mà đó là trong cái điều kiện đủ sáng thôi nhá, chứ trong điều kiện thiếu sáng thì mình lại gặp vấn đề y hệt như mới lại con 14 Pro. Như là trong một vài bức hình mình chụp ở đây ấy, thì khi mà chụp các biển báo đèn LED với cường độ ánh sáng mạnh ấy, thì ảnh gặp phải cái hiện tượng là lóa sáng, ánh sáng tràn ra cả viền vật thể khiến cho cái khu vực đó mất chi tiết hẳn. Mình cũng có thử chụp bằng cái chế độ cả ban đêm nữa thì cũng như là chế độ thông thường, có thử là bật tắt HDR và thử hai chế độ màu sắc của Leica thì nó vẫn không tránh được cái hiện tượng này. Và do là cũng một phần là không có đủ thời gian mà cũng chỉ là chụp nhanh thôi, nên là mình cũng có thể là mình chưa biết được nguyên nhân rõ ràng nó bị làm sao. Do đó thì anh em nào biết ấy thì có thể là giúp mình bằng cách comment ở phía bên dưới nhá. Còn đó là cái phần chụp ảnh, còn quay video thì camera sau thì không có gì nâng cấp là mấy. Mà nâng cấp thì quay video bằng camera trước mới là cái đáng để nói tới, bởi vì là bây giờ Xiaomi 14 ấy nó có thể là quay video 4K 60fps bằng camera selfie. Và bây giờ thì nó có thể là ngạo nghễ ngẩng cao đầu chứ không bị chê như là Xiaomi 13 đổ về trước, khi mà bị nói là con ghẻ camera selfie nữa rồi. Và một cái điểm nâng cấp cực lớn nữa trên con Xiaomi 14 này đó chính là cái hệ điều hành HyperOS mới nhất. Nếu mà hỏi so với MIUI thì có gì đáng kể hay không ấy thì chính là cái việc là nó sẽ chiếm ít bộ nhớ hệ thống hơn so với MIUI. Còn lại nếu mà so về giao diện hay là các thao tác ấy thì mình thấy là nó vẫn gần như là y hệt so với MIUI mà thôi. Nó vẫn rất là mượt mà, đóng mở ứng dụng nhanh cũng như là thao tác vuốt chạm phản hồi tốt. Một điểm thú vị mà cái trải nghiệm nhanh mà mình kịp thấy đó chính là bây giờ cái màn hình khóa của HyperOS ấy nó có nhiều lựa chọn cũng như là tùy biến hơn. Nó còn nhiều hơn cả trên iOS 17 của ông bạn Apple nữa cơ. Và đặc biệt là mình thấy là HyperOS ấy có vẻ như là tối ưu pin tốt hơn so với MIUI cũ. Chưa trải nghiệm đủ từ 100% xuống 0% nhưng mà mình thấy là pin tụt có vẻ là lâu hơn tương đối. Tuy nhiên thì nó vẫn có một vài vấn đề với HyperOS mới ra nên là nó vẫn sẽ không thể nào mà tránh được một vài lỗi vặt.
Cũng như là hiện tại thì chúng ta sẽ chưa có cái bản tiếng Việt, nên là mua Xiaomi 14 bây giờ ấy thì phải chấp nhận là dùng tiếng Anh một thời gian. Và cực kỳ quan trọng nữa là HyperOS ấy nó vẫn bị chậm thông báo như là MIUI nhá. Về pin và sạc thì Xiaomi 14 cũng được nâng cấp pin mà sạc từ là 67W lên là 90W. Tất nhiên thì chúng ta vẫn có cái củ sạc tặng kèm và bên pin thì cũng được tăng lên là 110 lên là 4610. Pin sạc thì theo mình thấy thì nâng cấp không lớn lắm và thực tế thì cũng không cần thiết lắm, bởi vì là sạc nhanh giữa 67W và 90W thì cũng không chênh lệch quá nhiều. Mình thì mình vẫn đang chờ cái nâng cấp sạc từ bên nhà nào đó cho tới giờ, bởi vì là máy hơn 30 triệu mà vẫn đang sạc 30W kìa. Và cũng chắc là do cái viên pin lớn hơn một chút nên là so sánh với Xiaomi 13 ấy, em nó chỉ nặng hơn có một vài gram mà thôi. Còn về chất liệu vỏ máy thì nó cũng như là phần hoàn thiện ấy thì cũng không khác gì mấy mẫu so với con Xiaomi 13 cả. Nó vẫn cho một cái cảm giác cầm nắm tốt cũng như là độ sang trọng với khung viền vuông được vắt góc. Điểm có lẽ khác với con Xiaomi 14 là so với người tiền nhiệm ấy, đó chính là cái cụm camera của nó. Nó không chỉ là to hơn mà nó còn lồi hơn, nhìn khá là rõ. Bản thân mình thì thấy là cái thiết kế cụm camera của con Xiaomi 13 nó đẹp hơn, nó không bị cồng kềnh quá, không rõ là anh em thấy sao nhỉ. Đặc biệt là cái cụm camera lồi như thế này ấy, thì anh em đặt mặt bàn ấy, không đeo ốp thì nó cọ sát kinh lắm. Tổng kết lại thì năm nay nếu mà nhìn vào Xiaomi 14 ấy, thì chúng ta đang thấy là cái điểm nào của nó đang cũng được nâng cấp. Từ con chip này, camera, màn hình hay là pin sạc đều là những nâng cấp rất là lớn, thay đổi gần như là hoàn toàn so với Xiaomi 13. Tuy nhiên thì mức giá của Xiaomi 14 ấy, thì nó vẫn thế nhá. Ở Việt Nam thì hiện tại là các bên đang nhận order dao động quanh quanh còn tầm là 15 đến 17 triệu. Nói chung là rất khó do nó đang chưa sẵn hàng tại Việt Nam nhiều lắm, cứ phải chờ hàng về thì mới gọi là có giá cụ thể và chính xác được. Và cái giai đoạn đầu thì giá máy nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Do đó thì anh em muốn mua hay là đang muốn cần máy gấp ấy thì cứ bình tĩnh nhá. Bởi vì là chờ tầm 1 tháng sau thôi thì máy nó lại ồ ạt về, mua thoải mái luôn thì giá nó sẽ bình ổn hơn, tránh cái việc là bị chênh lên quá nhiều. Vậy thì anh em nghĩ sao về con Xiaomi 14 này? Nó có đáng giá để trong cái tầm giá 15-17 triệu không? Cho mình biết ở bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã nghe. Tạm biệt anh em.